Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình trưa nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lửa bùng phát trở lại tại xưởng nhựa ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba người bị thương sau vụ tai nạn giao thông liên quan. Người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt qua đập tràn. Xuất hiện con tôm hùm màu vàng cam hiếm thấy. Nuôi dê lấy sữa cho thu nhập cao. Vô cớ chém hàng xóm tử vong sau khi cãi nhau với vợ. Bắt giữ 4 đối tượng trộm hàng chục tấn sắt của công trình cao tốc. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Vào tối qua, người dân phát hiện lửa bùng phát trở lại tại xưởng nhựa rộng hàng trăm mét vuông ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mà chương trình đã thông tin nên thông báo cho lực lượng chức năng. Vào sáng cùng ngày, xưởng nhựa nổi trên đã xảy ra cháy. Vụ cháy sau đó được dập tắt. Đến khoảng 18 giờ 40 phút tối qua, người dân thấy khói lửa tiếp tục bốc lên từ xưởng nhựa. Lo ngại cháy lan nên đã báo cho lực lượng chức năng. Sau thời gian nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Cập nhật về tình hình giao thông, vào khoảng 23 giờ 30 phút tối qua trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan khiến cho 3 người bị thương. Thời điểm trên, xe container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh đã tông mạnh vào xe khách mang biển số thành phố Đà Nẵng. Xe khách tiếp tục lao về phía trước, va chạm với xe ô tô con mang biển số của tỉnh Hà Tĩnh. Xe container chỉ dừng lại khi tông gãy cây xanh bên đường. Vụ tai nạn liên quan khiến phụ xe khách và hai hành khách trên xe bị thương, trong đó phụ xe khách bị thương rất nặng. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang dừng, phụ xe khách đang đứng trả hàng cho khách thì gặp tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Còn tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất vừa xử lý xong hiện trường và đang điều tra vụ tai nạn giữa xe container và xe tải, làm hai người bị thương nặng. Gần 17 giờ chiều qua, xe tải mang biển số 54Z1418 chạy trên quốc lộ 20, hướng Dầu Dây đi Đà Lạt. Khi xe đến đoạn km 02 thuộc xã Bào Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, thì va chạm trực diện với xe container chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh làm chiếc xe tải lật nhào, đầu xe bị biến dạng. Người dân tìm cách cạy cửa xe tải cứu người và phải mất gần 30 phút mới đưa được nam tài xế cùng một người phụ nữ ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi tông vào đuôi xe tải chở củi, đầu xe khách biến dạng khiến cho nam tài xế bị kẹt trong xe. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa tài xế ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 45 phút tối qua tại ngã ba Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm loại 45 chỗ bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở củi chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, nam tài xế bị kẹt bên trong. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có mặt cùng người dân đưa tài xế ra ngoài và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Những hành khách trên xe một phen hốt hoảng, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ. Việc đi lại trong điều kiện bất lợi như là trời mưa, lũ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, nên người dân không nên chủ quan. Như vào chiều qua tại đập tràn Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, mặc dù nước lũ đang chảy xiết, nhưng người đàn ông đi xe máy vẫn cố vượt qua đập tràn và đã bị nước cuốn trôi. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua, người đàn ông đi xe máy đã bất chấp nguy hiểm, cố điều khiển xe máy qua đập tràn trong khi nước lũ đang chảy xiết. Khi người đàn ông chạy xe gần tới bờ bên kia thì bị dòng nước cuốn trôi. Rất may sau đó người này đã bám được vào bụi cây, còn phương tiện bị nước cuốn đi mất tích. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở người dân không nên liều lĩnh khi gặp tình huống tương tự.
Trong cuộc sống thì không ít người có thói quen soi mói đời tư của người khác, và đặc biệt là thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, thì việc xăm soi đời tư của người khác càng thể hiện rõ hơn. Đã có trường hợp vô tư đăng tải bài viết bình phẩm soi mói người khác, hay là tùy tiện để lại những lời bình luận không hay. Và nhiều người nghĩ những gì mình bày tỏ là sự quan tâm, nhưng thật ra là họ đang soi mói đời tư của người khác, bởi lằn ranh giữa soi mói và quan tâm lại rất mong manh. Vậy làm thế nào nhận ra để sửa đổi thói quen xấu này? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập qua câu chuyện cuộc sống trưa nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Soi mói thì tôi cảm thấy rất là khó chịu và không được vui cho lắm. Soi mói người khác cũng giống như cái đố kỵ người khác vậy đó. Với lại mỗi người đều có quyền sống và theo cái sở thích của mình. Trong cuộc sống mình muốn biết về ai thì mình sẽ tìm hiểu về người đó. Nhưng mà cái soi mói này là chi li chi tiết, rồi nó bới móc cái chuyện riêng tư của người khác. Thậm chí người ta không muốn nói mà cũng bới ra. Khi mà mình bới móc ra rồi thì mình lại phê phán, mình phán xét, mình chỉ trích, rồi mình chê bai. Ví dụ như là mình hỏi thăm về những chuyện rất là nhỏ trong cuộc sống, bình phẩm những cái đồ nó không có tốt. Trong cuộc sống, có khi vô tình, đôi khi lại có chủ đích. Hành vi soi mói chuyện riêng tư của người khác, như bàn tán chuyện xấu đẹp, gia đình, con cái, hay các mối quan hệ tình cảm là không hiếm gặp. Từ trí tưởng tượng phong phú, cũng như những suy đoán vô căn cứ, có những người dễ dàng thêu dệt lên các câu chuyện không có thật, khiến mọi người hiểu sai, không đúng bản chất sự việc. Có người cho rằng, để ý quá mức cuộc sống người khác là cách tìm hiểu đối phương. Nhưng thực chất, hành động này lại phản ánh nhiều hơn về bản thân của họ, là những người tự ti, thiếu sự tự tin. Do đó, việc chỉ trích hay soi mói người khác thực tế là để trấn an bản thân rằng họ không có gì hơn mình, hoặc để biện minh cho các khuyết điểm của bản thân. Trong môi trường công sở hay học đường, hành vi soi mói đời tư người khác thường gắn liền với sự ganh đua, hơn thua nhau để có một vị trí nào đó. Giữa cái ranh giới quan tâm và cái soi mói thì nó là cái lằn ranh rất là mỏng manh. Cái quan tâm tức là đôi khi chúng ta cũng hỏi han nhau, cũng tìm hiểu về nhau, đôi khi là tìm hiểu những chuyện nhỏ 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 để mình có thể quan tâm sâu sắc hơn, mình hiểu kỹ hơn. Nhưng cái người quan tâm lại vì mục đích là chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ. Trong khi cái người soi mói thì lại là một cái mục đích, lại nghĩ nó không có tích cực. Chẳng hạn như là mình soi mói những cái chi tiết như vậy để mình sao mình đem ra cái bình phẩm, rồi mình phê phán, rồi mình chê bai, rồi mình làm xấu người ta đi. Vậy người ta sẽ phân biệt nó dễ nhất là về cái mục đích của cái người đó. Khi mà sống chung trong cái tập thể chung á, thường chúng ta thấy là cái soi mói hay xảy ra ở những cái người gần nhau. Đó, không thích nhau thì tìm nhiều cái điểm hạn chế cái xấu của người ta, hoặc là cố tình bơi móc những cái chuyện chi li ra để mà chê bai, phê phán người khác. Là mình có quan tâm nhưng mà đừng có bình phẩm theo cái dạng là tiêu cực, đừng có chê bai, chúng ta có thể góp ý cho nhau thì tốt. Thay vì mình đi soi mói người khác, mình hạ thấp người khác, thì mình hãy phát triển cái bản thân của mình. Mình làm sao cho bản thân mình tốt hơn. Nhiều cặp vợ chồng có thói quen quan tâm đến đối phương quá mức, như đọc trộm tin nhắn, theo dõi đối phương đi đâu, làm gì. Không những thế, trong nhiều gia đình, cha mẹ thường xuyên xem trộm nhật ký của con, lắp cả camera trong phòng con, xâm phạm quyền riêng tư của con. Để không tự biến mình thành người soi mói, trở thành người nhiều chuyện, gây khó chịu cho người khác, những ai có tính cách quan tâm thái quá đến cuộc sống người khác cần đặt ra được giới hạn về sự quan tâm vừa đủ với từng người, từng mối quan hệ. Như vậy, thay vì tập trung soi mói người khác, hay tập trung phát triển bản thân để ngày càng tốt hơn, tạo được sự tự tin, tâm lý, tư duy tiến bộ, từ đó đẩy lùi được các thói xấu như soi mói đời tư người khác, đồng thời trở thành người hoàn thiện hơn trong mắt mọi người. Tiếp tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau đây. Xuất hiện con tôm hùm màu vàng cam hiếm thấy. Nuôi dê lấy sữa cho thu nhập cao. Vô cớ chém hàng xóm tử vong sau khi cãi nhau với vợ.
giữ 4 đối tượng trộm hàng chục tấn sắt của công trình cao tốc. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đây là con tôm hùm có trọng lượng gần 2 kg, mang màu vàng cam lạ mắt, thuộc loại rất hiếm gặp, vừa được chuỗi siêu thị hải sản tại thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ tìm thấy trong lô hàng nhập khẩu. Sự xuất hiện của con tôm hùm hiếm thấy này đã thu hút nhiều người tìm đến chiêm ngưỡng. Theo đại diện chuỗi cửa hàng hải sản, đây là con tôm hùm có màu vàng cam duy nhất trong hàng ngàn con nhập về từ trước tới nay. Chỉ sau vài ngày mang ra trưng bày, con tôm hùm đã thu hút rất nhiều người đến ngắm nhìn chụp ảnh. Hiện tôm hùm tại cửa hàng có giá hơn 1 triệu đồng một ký, nhưng do màu sắc đặc biệt nên con tôm hùm được nhiều người trả giá cao để sở hữu. Tuy nhiên, đại diện chuỗi siêu thị hải sản cho biết sẽ gửi con tôm hùm này đến Viện Hải Dương Học thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để phục vụ cho công tác nghiên cứu bảo tồn. Thưa quý vị, nhận thấy mô hình nuôi dê lấy sữa có tiềm năng phát triển kinh tế, anh Lê Minh Hải ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi. Nhờ siêng năng và chịu khó học hỏi, mô hình này mang lại cho anh nguồn thu nhập cao mỗi năm. Khởi nghiệp với mô hình nuôi dê thịt từ năm 2000, đến năm 2010, anh Hải chuyển sang mô hình nuôi dê lấy sữa. Hiện nay, trang trại của anh đang nuôi khoảng 200 con dê giống. Để cung cấp đầy đủ thức ăn và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho dê, anh Hải đầu tư trồng hơn 3 hectare cỏm voi, cỏ sữa. Mình cho ăn thức ăn sao để dê nó không bị nhiễm khuẩn, mình đầu tư vô chuồng trại cách quy mô. Cái này mình lấy theo ngày, sản lượng trung bình thì mỗi con khoảng 2 lít mỗi ngày. So ra nuôi dê thịt với con dê sữa này, cái nguồn thu nhập dê sữa thì nó tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày, trang trại dê của anh Hải thu được từ 60 đến 80 lít sữa, bán cho công ty sữa với giá 50.000 đồng một lít để chế biến. Ngoài cung cấp sữa dê cho công ty, anh Hải còn sản xuất 2 sản phẩm sữa dê thanh trùng và sữa chua để cung cấp cho các cơ sở bán lẻ trong thành phố. Mỗi năm, anh Hải thu về khoảng 1 tỷ đồng từ công việc này. Trong tương lai, anh Hải sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, tăng số đàn. Anh cũng đang có kế hoạch phát triển mô hình nuôi dê lấy sữa kết hợp du lịch trải nghiệm để tăng thu nhập. Chương trình tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Minh Thanh, sinh năm 1986, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Thanh đã vô cớ chém hàng xóm tử vong sau khi cãi nhau với vợ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 7 vừa qua, sau khi đi uống rượu về, Thanh và vợ xảy ra cãi nhau. Thanh có hành vi chửi bới và đập phá tài sản trong nhà. Sau đó, Thanh đi ra lộ trước nhà, nhìn thấy bà Trương Mai Trinh, sinh năm 1964, ngụ tại địa phương, đang đi bộ đến. Lúc này, Thanh chạy vào nhà, lấy dao chém bà Trinh. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị đối tượng đuổi theo, chém đến khi bà Trinh nằm bất động. Sau khi gây án, Thanh chạy xe máy về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, rồi đến công an xã Mỹ Thạnh đầu thú. Thanh từng có tiền án về tội cướp tài sản. Tòa án Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo về tội chống người thi hành công vụ. 10 bị cáo gồm Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Chí Hải, Châu Thái Duy, Nguyễn Văn Nhơn, Quỳnh Văn Lắm, Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Trinh, Hà Thị Chi Linh và Quỳnh Thị Tiểu Lam cùng trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 12 tháng 12 năm 2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nên Trung tá Nguyễn Phú Cường, trưởng công an xã Kiến An, triển khai lực lượng để vây bắt. Khi đến hiện trường, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được Nguyễn Văn Nhân và thu giữ nhiều tang vật. Thế Nhân bị bắt, Hậu, Mai, Hải, Duy cùng các bị cáo còn lại đã giằng co, xô đẩy Trung tá Cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho Nhân chạy thoát thân, đồng thời tiếp tục có những lời lẽ thô tục hành hung Trung tá Cường và lực lượng làm nhiệm vụ. Sự việc được đáng xuống khi lực lượng công an huyện Chợ Mới có mặt. Dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày 11 tháng 7 tới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công an xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Sóng Bình, huyện Bắc Bình của tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi trộm hàng chục tấn sắt tại dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Diệt Dũng, 35 tuổi, Trần Văn Dũng, 19 tuổi, cùng trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thị Bé Phương, 30 tuổi, Nguyễn Văn Tuấn, 22 tuổi, cùng trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận
các đối tượng khai nhận trong quá trình cùng làm thuê tại công trình cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đã nắm được hoạt động của đơn vị thi công. Vào tối ngày 26 tháng 6 vừa qua, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã móc nối với nhau trộm hơn 22 tấn sắt của công trình và đem đi bán được hơn 300 triệu đồng. Bốn đối tượng còn lại khai nhận đã cùng nhau thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Hải, 34 tuổi, trú tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vừa bị công an huyện Bình Sơn khởi tố. Trước đó, Hải có hứa hẹn nhận làm thủ tục tách sổ thửa đất cho vợ chồng anh Nguyễn Hằng ở cùng địa phương với số tiền 35 triệu đồng. Tuy nhiên, Hải đã lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 500.000 đồng, rồi đưa cho vợ chồng anh Hằng. Vợ chồng anh Hằng tưởng thửa đất đã được tách sổ nên mang đi làm thủ tục đất đai khác thì bị phát hiện. Nhận tin báo, công an huyện Bình Sơn đã điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hải. Trước thực tế là mỗi ngày có hàng trăm trường hợp hành khách gặp vướng mắc về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục đi máy bay, cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội vừa đưa ra một số khuyến cáo đối với hành khách khi đi máy bay. Theo đó, hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng. Đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng là trẻ em từ 14 tuổi trở lên nhưng chưa làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Những khách có chứng minh nhân dân, căn cước công dân bị mất, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ thì cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành. Ngoài ra, hành khách cần chủ động về thời gian để tránh bị chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay. Với việc đón hơn 60 triệu lượt khách nội địa ngay trong 6 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu của cả năm. Lượng khách quốc tế cũng đang tăng dần. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.